Huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Năm 2023, huyện chọn trường Trung học phổ thông Thủ Thừa xây dựng cơ sở giáo dục điển hình với mô hình ba lực lượng cùng quản học sinh chấp hành pháp luật. Qua triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức lan tỏa phát triển ngày càng sâu rộng. Năm 2024, huyện Thủ Thừa chọn xã Mỹ Lạc để triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống chính trị xã hội của huyện Thủ Thừa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.